hai chục chỗ rồi. Bác lấy cái này, nếu đợt này bác lấy cũng phải được trên này cả hai sàn này lấy khoảng 40 chỗ nữa. Thì trước rồi lấy được 30 chỗ đấy. 30 chỗ mới muốn lấy được khoảng trên này khoảng 30 chỗ. Đây là 1 này. Tổ này lấy luôn đây. 3 này. 4 này. Đấy, nhưng khoan này thôi. Đấy. 5 này. Đấy, chúng nói là 5 tổ là lấy bao nhiêu tổ? 6 tổ này. 6 tổ này lấy là 6 tổ này. 7 tổ này. 8 tổ này, trong đây lấy tổ 9 tổ này. Trong đây lấy trong đây lấy buồng này thì lấy 9 tổ đó. 9 tổ này. Sửa lại cái bát 6 tháng này là nó xin đều là tốt lắm bạn nhá. 9 tổ đấy. Lấy 20 tổ là còn 3 tiêu biểu như thế này, chỗ này là có quẹt luôn này. Bác thấy nhá, chỗ này là phân mới này, phải chưa? Đấy, này trên này có quẹt to này. Qua riêng là cái này là có 2 tuần nữa rồi này. Đây là lấy 2 tổ này, 3 tổ này. 9 tổ kia rồi, 2 kia hết được 15, 15 tổ rồi. 15, 15, 15 tổ rồi. Đấy, cái này 1 tổ nữa này. Chỗ này 1 tổ nữa này, cái này 3 tổ nữa này. Là 18 tổ thôi, lấy được 18 tổ rồi. Lên tầng trên xem rồi, lên tầng trên xem. Đấy, hết rồi, có 2 sàn nữa. Dưới kia 3 sàn à? Rồi, ok.